Trên tay của mình là đang là con T-shirt máy pin nha các bạn. Đây, Swift Magie. Đó, kim, cọc số đồ là mạ vàng hết. Niền vàng luôn nha các bạn. Đó, niền vàng, núm logo cũng vàng, có chữ núm zin, có chữ T. Con này khá là mỏng luôn nha các bạn. Con này khá là mỏng. Ở phía sau đây nè, có khắc, đây là gì, là C227 trên 337 C gì đó. Nói chung là mình cũng không rành, nhưng mà mình biết đời này là mấy con này là đời cũ nha. Size của con này là size 35, chưa tính cái nút. Đó, size 35 chưa tính cái nút. Còn khá là đẹp. Cái niền vàng này còn khá là đẹp luôn nha. Đó, có một cái lịch ở giữa 4 giờ và 5 giờ. Dây da xịn sò. Lên tay khá là đẹp luôn nha. Thì xíu nữa mình sẽ lên tay mình quay một đoạn ngắn nữa cho các bạn ở cuối clip các bạn xem. Thì con này mình đang kêu bán là 1,7 triệu nha các bạn. 1,7 triệu. Đó, các bạn nào cần thì liên hệ ngay cho mình. Máy pin V8 nha. Anh em nào mà cần cái thông tin của cái máy thì mà nhắn tin cho mình để mình gửi hình của máy nha. Rồi, 1,7 triệu cho một cái em T-shirt máy pin, máy V8 chuẩn thụy sĩ nha. Rồi, cảm ơn các bạn.